Chào tất cả anh em, nay mình mới về được cây Zippo Contempo. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới nha, còn tầm 98-99% rất là đẹp, nước mạ còn rất là sáng đẹp, không có trầy xước gì hết nha. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Mạ vàng, cái dòng này thì do Nhật sản xuất nha, sử dụng ga đá. Không có một vết chày rất là nhỏ ngay đây nè, chút xíu đây thôi. Nắp này ra là mình sạc ga, còn bên đây mình chỉnh ga lớn nhỏ nha, lửa lớn nhỏ. Này thay đá mình có cái cạnh cái khía này nè, bỏ ngón tay lên cây cầm kéo ra, gắn này ra ốc đá này nè, thay đá. Còn hộp nha, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình nha. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.